Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, tại tỉnh Vĩnh Long đã từng xét xử một vụ án gây chấn động dư luận. Một thiếu nữ 12 tuổi với sự non nớt, thiếu hiểu biết cùng lối sống quá dễ dãi và bạo dạn đã vô hình chung đẩy các thanh niên tuổi mới lớn sa vào lưới tình và vướng vào vòng lao lý. Chi tiết vụ án này như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Thiếu nữ 12 tuổi mời quan hệ, hai thanh niên vướng vòng lao lý. Vào một buổi tối tháng 10 năm 2014, Trần Minh Hoàng, sinh năm 1995, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, cùng Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1993, xã Thuận An, chạy xe đi uống cà phê, trên đường về gặp V và một số bạn đang đi bộ. Tuy không quen nhưng V hỏi Hoàng cho quá giang xe. V trông dáng vẻ một thiếu nữ trưởng thành, cao 1m62, nặng hơn 50kg và cử chỉ, ăn nói chững chạc. Không ai có thể nghĩ V khi ấy mới 12 tuổi. Giữa đường khuya vắng vẻ lại gặp cô gái trẻ đẹp, Hoàng và Tuấn không khỏi sao lòng. Lập tức hai thanh niên dừng xe cho cô gái đi cùng. Trên đường đi, cả ba trò chuyện vui như Tết, như thể đã quen nhau từ lâu lắm. Tuấn và Hoàng tỏ ra rất ga lăng với bạn gái mới quen, rủ V đi ăn khuya để lai dai tâm sự cho hiểu nhau hơn. Lúc này, khoảng 22 giờ, cả nhóm kéo đến quán nhậu và sau chầu nhậu thì một số bạn ra về, còn lại V, Hoàng, Tuấn. Ba người đến sân vận động Bình Minh, khóm 2, phường Cái Vồn ngồi tâm sự. Đêm khuya vắng vẻ, Hoàng và V tâm sự như quấn chặt lấy nhau, còn Tuấn ngồi gần quan sát cặp đôi đầy vẻ ganh tị với Hoàng. Để được tự nhiên yêu Hoàng, V nhờ Tuấn chạy xe đi mua nước uống và như chỉ chờ cho Tuấn đi khỏi, V bật đèn xanh tỏ tình, gợi chuyện yêu đương. V gợi ý với Hoàng lên khán đài sân vận động để ngồi cho sạch sẽ, bằng phẳng và để muỗi không chích. Nghe bạn gái chủ động đề nghị, Hoàng cũng như các chàng trai háo sắc khác chẳng dại gì, mỡ để miệng mèo lại không sơi. Khi cặp đôi tới khán đài sân vận động, V tự thoát y, chủ động quan hệ khiến cho Hoàng không sao kiềm chế được dục vọng. Lúc này, Tuấn cũng đi mua nước về tới và biết V vừa yêu với Hoàng nên cũng muốn hái trái cấm. Tuấn cũng thương V và Tuấn muốn quan hệ với V. Tuấn tỏ tình xong bị V từ chối. V cho biết không yêu Tuấn và chống đối quyết liệt. Thấy vậy, Tuấn cũng ngậm ngùi đi về chứ không nài ép V. Ba ngày sau, Hoàng và Tuấn đi chơi, gặp lại V cũng đang đi bộ một mình trên đường. Hoàng dừng xe rủ V đi chơi, V đồng ý ngay. Cũng như lần trước, Hoàng điều khiển xe chở ba người, V ngồi giữa, đến quán nhậu và trên đường bị cảnh sát giao thông truy bắt vì xe chở ba người. Cả ba chạy xe với tốc độ cao vào con hẻm rồi cùng bỏ của chạy lấy người. Sau đó, ba người đi bộ về nhà Hoàng lấy xe, tiếp tục chở nhau tới quán nhậu, đến 23 giờ cùng ngày mới nghỉ. Sau khi nhậu say, ba người không về mà tiếp tục kéo nhau đến sân vận động Bình Minh tâm sự. Lần này, V tự nguyện dâng tình cho Tuấn. Sau đó, gia đình V phát hiện vụ việc, tố cáo Hoàng và Tuấn ra cơ quan pháp luật. Ngày 22 tháng 6 năm 2015, Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã đưa vụ án ra xét xử đối với hai bị cáo Tuấn và Hoàng. Đứng trước vành móng ngựa, hai bị cáo Hoàng và Tuấn tỏ ra run sợ. Hai bị cáo cho rằng do ít học, bị cáo Tuấn không biết chữ nên không hiểu pháp luật. Bị cáo thấy V vóc dáng đã lớn nên không biết còn là trẻ em. V cũng tự giới thiệu 18 tuổi và chủ động, tự nguyện quan hệ nên bị cáo không kiềm chế được. Ngồi hàng ghế đầu phía sau vành móng ngựa, V cũng thừa nhận chủ động, tự nguyện quan hệ với bị cáo và V xin tòa giảm nhẹ tội cho bị cáo. Tại phiên tòa, lúc nghị án, V vẫn vô tư, nói chuyện vui đùa với bạn bè xem như không có chuyện gì xảy ra với mình. Nhiều người ở phiên tòa không khỏi bất ngờ bởi một cô gái 12 tuổi như V lại có lối sống quá dễ dãi và bạo dạn, chủ động quan hệ khiến hai bị cáo, thanh niên tuổi mới lớn sa vào lưới tình và vướng vòng lao lý. Sau giờ nghị án, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt Trần Minh Hoàng 9 năm tù, Hoàng chưa đủ 18 tuổi khi phạm tội, Nguyễn Văn Tuấn 13 năm tù. Trong vụ án này, một phần lỗi cũng do bị hại có lối sống lệch lạc, dễ dãi và sự thiếu quan tâm của gia đình để xảy ra chuyện đáng tiếc. Mặc dù vậy, đối với trẻ em, mỗi hành vi xâm hại tình dục đều là phạm pháp. Hội đồng xét xử cũng nhận định tính chất vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của các bị cáo không những vi phạm pháp luật còn ảnh hưởng đến đạo đức, lối sống, thuần phong mỹ tục nên cần xử lý nghiêm. Một vụ án tương tự khác cũng xảy ra cùng năm. Khi ấy, ông nội của bị hại tóc đã bạc, một mình lầm lũi bắt xe hơn 50km đến dự phiên tòa với tư cách là đại diện hợp pháp cháu gái. Ông kể, cháu Bùi Phương Loan, sinh năm 2002, từ nhỏ đã ở với ông bà. Cháu ông cũng nhanh nhẹn, phổng phao, cao gần 1m7 nên nhìn bề ngoài không ai nghĩ mới hơn 12 tuổi.
Theo hồ sơ vụ án, một đêm cuối tháng 12 năm 2014, Nguyễn Thủ Hoành, sinh năm 1990, ngụ xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương, nhắn tin điện thoại cho Loan rủ đi chơi. Đi bộ đến điểm hẹn là khu vực chợ bò của xã. Loan nhắn hỏi, anh đang ở mô đó? Được trả lời, anh đang ở nhà thu thuế chợ bò, liền nói, chờ đó để em lên. Khoảng 5 phút sau, Loan đạp xe đến, cả hai đi vào khu vực nhà thu thuế bò tâm sự. Hoành đã ép Loan quan hệ. Đang hành sự thì có ánh đèn dọi vào, cả hai đứng dậy bỏ chạy. Sau lần đó, Hoành nhắn tin đòi Loan cho quan hệ, nếu không sẽ lưu loa cho người biết chuyện. Loan chấp nhận, mỗi lần Hoành nhắn tin rủ dê lại tìm mọi cách trốn ông bà nội bỏ đi chơi với Hoành và làm chuyện người lớn. Được một thời gian, nạn nhân chia tay Hoành và quen với Bạch Sĩ Mạnh, sinh năm 1994, ngụ cùng xã. Khoảng 18 giờ ngày 3 tháng 3 năm 2015, Mạnh chở một bạn gái khác đi xe máy đến chơi ở huyện Nam Đàn. Vừa đến nơi thì nhận được điện thoại của Loan, bảo đến đón đi chơi vì sợ nhóm bạn trong làng chở đi đập đá. Mạnh từ chối, trời mưa và đi xa, anh không về rồi tắt máy. Loan tiếp tục gọi điện thoại khóc lóc đòi thanh niên này về chở đi. Mạnh mủi lòng, chở cả cô bạn đang đi cùng về đón Loan. Cả ba đang đi chơi gặp trời mưa to, ghé vào một quán hàng tạp hóa đã đóng cửa vì Loan nói đó là quán người quen. Đến đây, Loan nói Mạnh chở cô bạn kia về trước, rồi cả hai quay lại quán tạp hóa đứng nói chuyện. Thấy trời khuya, Mạnh nói Loan vào nhà người quen ngủ để mình về. Tuy nhiên, Loan lại rút chìa khóa mở quán, rủ thanh niên này ở lại nói chuyện cho vui. Đến gần 23 giờ đêm, Loan nhờ Mạnh chở mình ra nhà nghỉ rồi hãy về. Đến nơi lại nói, thanh niên này đứng chờ bên ngoài xem có phòng không. Vì không có tiền nên Loan để lại điện thoại cho chủ nhà để thuê phòng và trở ra nói với Mạnh đã thuê được. Thanh niên này quay xe định về, nhưng Loan rút chìa khóa xe, nài nỉ anh vào phòng ngủ với em cho vui. Cầm chìa khóa đi vào phòng để bạn trai cùng vào. Tại đây, thiếu nữ 12 tuổi táo bạo tự nhiên trao thân cho anh trai làng. Sau sự việc, ông bà nội Loan định giải quyết nội bộ, không muốn tiếng xấu đồn xa ảnh hưởng đến tương lai cháu gái. Nhưng bố Loan đã hay tin, đã vội mượn tiền đặt vé máy bay về tố cáo hai thanh niên hại đời con gái mình. Khuyên can con trai rút đơn không được, cuối cùng ông nội Loan đành phải đi hầu kiện thay con đã trở lại miền Nam. Tại phiên tòa ngày 19 tháng 8 năm 2015, hai bị cáo đều khai do thấy bị hại phổng phao, cao lớn nên không nghĩ là chưa đầy 13 tuổi. Theo kết luận cơ quan điều tra cũng như lời khai của Hoành, bị cáo này đã 6 lần thực hiện hành vi quan hệ đối với bị hại. Xét mức độ phạm tội của từng bị cáo, hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thủ Hoành 12 năm tù giam, buộc phải đền bù cho bị hại 8 triệu đồng. Bạch Sĩ Mạnh 3 năm tù giam, bồi thường cho bị hại 5 triệu đồng. Kết thúc phiên tòa, ông nội bị hại lại lặng lẽ một mình lủi thủi ra về. Người ông mệt mỏi tâm sự sau sự việc, ông bà đã phải trả Loan vào miền Nam cho bố mẹ. Nhưng mẹ Loan mới sinh nên ông lại phải vào đón Loan về để nuôi nấng tiếp. Lần này, để giáo dục cô cháu gái, ông bà nội phải thay nhau trông nom, thiết quân luật, không được ra khỏi nhà khi chưa xin phép và phải làm nhiều việc nhà để không có thời gian rảnh rỗi tụ tập bạn bè. Thưa quý vị, qua hai vụ án trên, chúng tôi hy vọng rằng gia đình và nhà trường sẽ có những biện pháp giáo dục giới tính cho các em để các em tránh rơi vào những tình huống như trên. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.